hai người gọi điện xin được hiến phổi cho bệnh nhân 91. Ổ dịch Covid-19 cuối cùng tại Hà Nội được dỡ bỏ. Giá xăng tăng dần đầu tiên sau 5 tháng. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người, vừa chia sẻ những ngày qua, khi thông tin bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 91, nam phi công người Anh 43 tuổi đang trong tình trạng nguy kịch và có chỉ định ghép phổi được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, trung tâm đã nhận được đề nghị từ hai người với mong muốn được tặng phổi cứu sống nam phi công. Anh ơi, anh cho em hỏi nhờ ạ, nếu đăng ký hiến tạng sống, hiến tặng phổi thì sẽ lấy như thế nào ạ? Hay phải chờ bệnh nhân chết não để lấy hết phổi ạ? Nếu cũng như thận, chỉ lấy một phần phổi thì em xin phép đăng ký hiến tặng nhé. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi đã bắt đầu bằng lời nhắn xúc động như vậy. Ông Phúc cho biết người phụ nữ này không hề quen biết nam phi công. Lý do chỉ muốn tặng phổi để cứu bệnh nhân này là bản thân đã nhận được rất nhiều yêu thương, giúp đỡ và may mắn trong suốt những năm vừa qua. Chỉ muốn tình thương tiếp tục lan tỏa để giúp đỡ những người khác. Ông Phúc cũng kể một cựu chiến binh ngoài 70 tuổi ở Đắk Nông đã xin số điện thoại của trung tâm qua Hội Chữ Thập Đỏ. Ông đã hai lần gọi điện đến trung tâm tha thiết xin được hiến một phần phổi cho bệnh nhân 91 khi nghe thông tin bệnh nhân này có thể được chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh để ghép phổi. Bác nói cần phải cứu sống bệnh nhân ấy, dù họ là ai, bởi đó không chỉ là tình người mà còn là uy tín của đất nước, của ngành y tế nước ta và sẵn sàng hiến tặng lá phổi của mình. Người cựu chiến binh cũng chia sẻ rất tự hào về nền y tế Việt Nam. Chính phủ đã làm rất tốt, rất nỗ lực, không bỏ lại ai phía sau và đến nay chưa có bệnh nhân Covid-19 nào tử vong, trong khi thế giới đã có rất nhiều. Khi tôi nói các quy định hiện tại không cho phép nhận tạng từ người ngoài 70 tuổi, giọng ông trùng xuống, hụt hẫng, rồi nói trong số đồng bào chiến sĩ ở nước ta cũng sẽ có rất nhiều người sẵn sàng, ông Phúc kể. Theo ông Phúc, nếu có chỉ định ghép phổi với bệnh nhân 91, ưu tiên số 1 vẫn là tìm nguồn hiến tặng từ người chết não. Dù vậy, không có nghĩa là không hướng tới những người hiến sống. Đó có thể là một phương án được nghĩ tới nhưng phù hợp hay không sẽ phải tính tiếp. Dù chưa biết tình hình cũng như diễn tiến của bệnh nhân 91 như thế nào, nhưng những chia sẻ thiện tâm, những nghĩa cử ấy thực sự rất đáng trân trọng. Đó là nguồn động viên khích lệ ngành y tế rất nhiều trong việc cố gắng cứu chữa những bệnh nhân hiểm nghèo, bất kể người ấy là ai. Liên quan trường hợp bệnh nhân 91 vừa qua, một trường hợp chết não nhóm máu O được gia đình đồng ý hiến tặng. Tuy nhiên, phổi của người này đã bị hỏng. Ngày 13 tháng 5, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tình trạng của bệnh nhân 91 nam phi công người Anh 43 tuổi tiếp tục có tiên lượng xấu. Kết quả CT scan phổi cho thấy phổi của bệnh nhân xơ hóa đông đặc, chỉ còn khoảng 10% hoạt động. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết phổi bệnh nhân này từ đông đặc đã chuyển qua xơ hóa, mất chức năng hoạt động. Tình trạng này nghĩa là bệnh nhân sẽ chết nếu chấm dứt ECMO. Cách duy nhất để cứu nam bệnh nhân này hiện tại là ghép phổi. Bộ Y tế giao Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Việt Đức làm các thủ tục để chuẩn bị tiến hành ghép tạng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cho biết theo kế hoạch, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13 tháng 5 sẽ bắt đầu triển khai quyết định kết thúc cách ly tại xóm trên, thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín sau 28 ngày thực hiện cách ly y tế. Từ ngày mai, cuộc sống của người dân quay trở lại bình thường. Với việc thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến được gỡ bỏ lệnh cách ly trên địa bàn thành phố Hà Nội, hiện không còn ổ dịch nào liên quan đến Covid-19. Tính đến nay là 27 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng và chỉ có 19 ca dương tính với Covid-19. Chiều ngày 13 tháng 5, Liên Bộ Tài chính Công Thương quyết định điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ 15 ngày mỗi lần. Theo đó, giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng 604 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 578 đồng một lít. Và mức giá bán lẻ tối đa với xăng E5 RON 92 là 11.520 đồng một lít và xăng RON 95 là 12.235 đồng một lít. Như vậy, sau 8 lần giảm liên tiếp, giá xăng trong nước đã tăng trở lại. Đây cũng là lần đầu tiên xăng tăng giá kể từ đầu năm nay.